Nhận đường chuyền, cầu thủ Đoàn Ngọc Hải khống chế và lập tức tung ra cú dứt điểm. Mặc dù không vào, nhưng ông được đồng đội khen ngợi cũng như nhận được sự ủng hộ từ các khán giả. Đây là một trong những pha bóng đáng chú ý của ông Đoàn Ngọc Hải trong trận đấu giao hữu giữa đội cựu thủy thủ Việt Nam và đội cựu cầu thủ An Giang trên sân vận động EQ, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang vào chiều ngày 25 tháng 4 năm 2022. Trong đó, đội cựu tuyển thủ Việt Nam với sự góp mặt của nhiều tên tuổi một thời như Lê Huỳnh Đức, Võ Hoàng Bửu, Nguyễn Hoàng Minh, tức Minh Nhí, Nguyễn Văn Thành, Hồ Văn Tam, Nguyễn Văn Cường. Ngoài ra còn có ông Đoàn Ngọc Hải và một số nghệ sĩ. Còn phía cựu cầu thủ đội An Giang cũng có những tên quen thuộc như Nhan Thiện Nhân, Châu Hồng cùng một số lãnh đạo của tỉnh An Giang. Cựu tuyển thủ người Đồng Tháp Trần Công Minh cũng được bổ sung cho đội An Giang. Lâu lắm rồi thì chúng tôi rất là chờ đợi ngày hôm nay để được thi đấu, rồi thỏa sức niềm đam mê, gặp lại các anh em bạn bè thì rất là tốt. Tôi nghĩ rất là vui, rất là vinh dự được cái buổi thi đấu này. Tôi cũng rất là thật cảm ơn các ban tổ chức đã tạo điều kiện cho chúng tôi rất là nhiều. Qua cái đó chúng tôi hỏi thăm sức khỏe lẫn nhau, thi đấu với cái niềm đam mê cũng như trước đây. Mặc dù các cựu cầu thủ đều đã lớn tuổi nhưng sau tiếng còi khai cuộc họ vẫn cống hiến cho khán giả những pha bóng đẹp mắt. Trong trận đấu này, ông Đoàn Ngọc Hải mặc áo số 4. Mặc dù là cầu thủ không chuyên nhưng ông cũng đã có nhiều pha xử lý ấn tượng. Hôm nay là một cái trận đấu bóng đá từ thiện giao hữu giữa đội cựu tuyển thủ Việt Nam và đội cựu đội tuyển An Giang. Chân tôi thì bị chấn thương nhưng mà đây là một cái trận đấu từ thiện. Do vậy tôi cũng cố gắng để vào sân hơn một hiệp đấu với mọi người. Đó là những cái cảm xúc rất đặc biệt khi được thi đấu ở sân Long Xuyên. Suốt trận đấu, mặc dù trời nắng, sân không có mái che, nhưng rất đông khán giả đã đến để cổ vũ cho cầu thủ hai đội. Kết thúc trận, hai đội hòa nhau với tỷ số 4 đều. Cũng như là cảm ơn tất cả những người hâm mộ đã luôn luôn nhớ và đồng hành cùng Đức cho tới thời điểm này. Đức luôn luôn cảm thấy một trận trọng quý mến. Suốt 20 mấy năm, mình cống hiến cho tỉnh quốc gia. Và cũng mong là luôn luôn giữ được hình ảnh đẹp trong lòng mọi người. Và sự cố gắng hứa sẽ làm tốt hơn. Đức thì cũng mong muốn tất cả các giám đốc sở, những nơi địa phương có điều kiện thì tổ chức thường xuyên hơn để cho anh em có cơ hội để gặp gỡ giao lưu, để chơi và chia sẻ. Và ngoài ra còn làm cố gắng là có thể làm thêm cái gì tốt hơn cho nhân dân của mình. Trận đấu đặc biệt không chỉ vì có sự tham dự của nhiều cựu tuyển thủ bóng đá, mà đây cũng là một trận đấu mang ý nghĩa từ thiện. Trong buổi gala sau trận đấu, các cựu tuyển thủ Việt Nam đã cùng ký tên lên áo đấu và các kỷ vật của ông Đoàn Ngọc Hải. Số kỷ vật này cùng với hai chiếc áo đấu mà Văn Toàn và Công Phượng gửi tặng đã được mang bán đấu giá để lấy tiền làm từ thiện. Cụ thể, số kỷ vật và áo đấu được bán với số tiền tổng cộng là 840 triệu đồng. Số tiền này sẽ được dùng để thưởng cho các vận động viên marathon, vận động viên chạy cự ly dài đoạt huy chương vàng SEA Games 31 vào tháng 5 sắp tới tại Việt Nam. Một phần tiền cũng được trích ra để mua sữa cho bệnh nhi tại Bệnh viện Sản Nhi, tỉnh An Giang. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, share và bấm đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp trong các video tiếp theo trên kênh thể thao 360 của Báo Thanh Niên.